Hoa Kiển Công Ty xin chào cả nhà. Hôm nay Hoa Kiển Công Ty lên cho cả nhà mình mặt hàng cúc mâm xôi nha. Là mặt hàng dùng để trang trí Tết và bọn em đã bắt đầu nhận cọc cho những mặt hàng dùng để trang trí Tết như này, như là cúc Tiger, cúc dạng thọ, hạnh Tết và muôn ngàn đồ hoa đa sắc màu khác nhau. Cả nhà quan tâm hãy nhấc máy alo IP Công Ty. Bên em đã tổng đại lý chuyên cung cấp nhiều loại hoa kiển cũng như cây công trình cỏ tạm lớn nhỏ khác nhau.